Đây là cổng sau của cái trạm xe lửa ở cái thành phố của Linh. Tại vì từ nhà Linh đi ra cổng sau á, thì nó gần hơn là từ nhà Linh đi qua bằng cái cổng trước. Mình không có được đậu xe ở trong đó, mình phải dừng xe ở đây nè cả nhà. Rồi Linh sẽ vào Linh mua vé và đi lại thành phố Deventer. Hey, chào cả nhà đã trở lại kênh That's Way of Life của Linh. Linh đang đứng ở một cái trạm xe lửa. Lâu lắm rồi á, Linh không có đi bằng xe lửa luôn á cả nhà. Đây là tên của thành phố của Linh. Coi như là cái lần mà cuối cùng Linh đi á cả nhà là khoảng 5-6 năm về trước, 5-6 năm về trước. Và cái lần cuối cùng Linh đi đến cái thành phố mà Linh đang trên đường đi tới này nè nha, là khoảng 10 năm rồi đó cả nhà. Thì hôm nay Linh quay cho mọi người xem là tại sao Linh không có đi bằng xe hơi của Linh mà lại phải đi bằng lạnh lắm cả nhà ơi. Tại vì bây giờ ở ngoài là âm 3 độ đó, cho nên rất là lạnh. Và bây giờ Linh quay ngược lại, Linh quay ngược lại để cho mọi người thấy cái hành trình đi xe của Linh nhé. Mình đi từ từ xuống cầu thang, nếu mà Linh đi không cẩn thận Linh sẽ té gạch mặt luôn. Hôm nay là Linh đến một cái thành phố Deventer. Deventer là một cái thành phố mà Linh từng đi học ngày xưa. Rồi sau đó Linh di chuyển qua cái thành phố này thì Linh không còn học nữa. Ở sorry, Linh tốt nghiệp xong thì Linh chuyển về thành phố hiện tại Linh đang sống, và sau đó ít có dịp đi lại Deventer. Hôm nay thì ở đó có một cái lễ là Dickens rất là lớn, và Linh tới đó để quay phim cho mọi người, mục đích của Linh chính đó là đúng là đến quay phim cho mọi người xem đó. Và Linh không đi bằng xe ô tô, không đi bằng xe hơi, tại vì là chắc chắn là sẽ không có cái chỗ để mình đậu xe. Trong clip này Linh chỉ quay hành trình đi xe lửa thôi nha cả nhà. Còn clip sau thì mới hành trình đi đến cái thành phố đó. Và bây giờ Linh sẽ mua vé xe lửa đây. Ở đây là Anchorage là đi một chiều, và cái này là hai chiều. Thì Linh đi lấy thành phố này. Cái này là Cheddar Class, đó là nghĩa là rẻ hơn cái một chiều này nha cả nhà. Là tổng cộng là 14 euro 80. Mình sẽ bay ra mình trả bằng cái này đây. Rồi. Nó cũng nhanh lắm. Linh cúp máy đây tại vì bây giờ cái tay Linh bận để trả tiền rồi. Giờ Linh cúp máy để trả tiền xe nhé. Xe lửa của mình đã tới rồi cả nhà. Để Linh đeo găng tay, tại vì á nếu không đeo găng tay thì cái tay nó sẽ cống hết. Nãy giờ mình cầm cái telephone này nè thì tay mình đã cống hết rồi. Đây là xe lửa của Hà Lan các nhà. Đó, bắt đầu bây giờ mình phải đi theo, tại vì mình không biết chiếc xe nó dừng cái chỗ nào. Ở đây cũng được, cũng là người ta đi ra đây. Mình phải đi để mình tìm cái chỗ mình ngồi, nếu không có nhiều người lắm thì sẽ không có chỗ ngồi. Mình đi mua cái vé mà hạng nhất á thì sẽ có nhiều chỗ ngồi và yên tĩnh hơn, khi mà vé đó bị đắt gấp đôi. Mình nghĩ là không cần thiết cho nên cứ đi ra đây đi. Phải cầm cho chắc. Mình có thể đi lên hoặc mình đi xuống, chỗ nào cũng được. Ở đây thì mình không được nói chuyện nhiều thôi nha. Cái thời còn là sinh viên á thì Linh không có cần phải trả tiền vé xe lửa, tại vì khi Linh mà qua đây á là cái năm đầu tiên á, thì Linh chưa có, giống như là chưa có, chỉ là sinh viên du học thôi chứ không phải là người Hà Lan chính thức. Cũng khoảng qua đây thì cũng khoảng vài năm thì Linh mới là người giống như là có quốc tịch Hà Lan. Nhưng mà khi mà qua khoảng một năm
rưỡi đó thì Linh đã bắt đầu vào cái chế độ của sinh viên Hà Lan rồi, tại vì Linh có anh xã Linh là người Hà Lan. Và sau đó thì những cái giống như là những cái phương tiện công cộng với cả nhà như là xe lửa, xe bus thì Linh được đi miễn phí, trừ những cái dịp giống như là cuối tuần á, thì Linh phải trả 40%. 40% thì lúc đó cứ đi học xong rồi đi về, rồi đi cuối tuần thì Linh với anh xã Linh đi xe lửa đi chơi. Và nói chung là thật ra đó nha, Linh rất là thích đi cái phương tiện công cộng của bên này tại vì nó tiện lợi lắm. Chỉ có điều là bây giờ thì là mình đã là người trưởng, giống như là người trưởng thành đi làm rồi thì mình phải trả nó cái phí của nó đó nhiều hơn cái nếu mình đi bằng, nếu mình đi hai người á, thì mình đi xe hơi thì nó rẻ hơn, nhưng mà cái phí mà đậu xe thì nó mắc hơn. Còn nếu mình đi mình á, mình đi bằng cái xe công cộng nó tiện lợi hơn. Khi mà có người nếu mà người ta đi làm ở cả nhà thì người ta sẽ có hai chiếc xe đạp, giống như là họ đạp từ nhà tới cái chỗ trạm xe của mình cần đi á, cái họ đậu chiếc xe đạp ở đó, rồi họ bỏ một cái chiếc xe đạp khác ở cái thành phố mà họ đi làm, thì khi mà dừng xe lửa lại thì họ xuống xe, họ sẽ lấy cái chiếc xe đạp của họ và họ đạp tới cái chỗ làm. Linh thấy cũng rất là tiện. Và ngày xưa thì cái trường của Linh học chỉ có khoảng 5-6 phút đi bộ từ cái trạm xe lửa tới trường Linh học. Và lúc đó thì là sinh viên mà cho nên đi rất là đông, cứ đi bộ nguyên đám kéo đi bộ tới đó, thêm vui lắm cả nhà ơi. Trên đây là có cái màn hình, và trên cái màn hình thì nó sẽ hiện ra những cái tên thành phố mà bao nhiêu phút mình sẽ đến đó. Và cái hệ thống xe lửa này nè cả nhà, thì mọi người sẽ thấy là hồi nãy là Linh ngồi phía bên này, tại vì Linh quên là cái xe nó đi chuyển hướng như thế nào. Và bây giờ thì Linh đổi hướng lại rồi, Linh ngồi đối diện với lại cái ghế này. Sắp tới đến bên tàu rồi thì mình phải chuẩn bị mình đi ra thôi. Thở quấn thiệt là kỹ nha cả nhà, nếu không đông đá luôn á, không là mình sẽ bị đông đá luôn đó. Mọi người thấy không, trong áo này là có một cái lớp thiệt dày nữa nè, mà Linh đã mặc thêm một cái áo lạnh nó chậm nữa rồi, nghĩa là hiện giờ Linh mặc 4 cái áo rồi. Mình chuẩn bị đi thôi. Mình đi ra ngoài trước để khi mà nó dừng lại chỉ có khoảng 1-2 phút thôi. Nếu mà mình trễ là mình sẽ đi tới một trạm xe buýt khác, ở xe lửa khác, và lúc đó mình phải trả tiền thêm. Người ta vừa thông báo cái hành trình là mình tới đó, để tới cái thành phố này nè, là mỗi khi sắp tới họ sẽ thông báo như vậy để cho mình đừng có trễ cái chuyến cả nhà. Đó, người ta bắt đầu đi lên đi xuống rồi đó, mình phải đứng cho vững, tại vì mà khi mà cái xe mà thắng lại á, thì nó sẽ rất là mấy người đó đang cũng đi tới cái lễ cái kem nữa này cả nhà ơi, Linh cũng vậy đó. Als het zo druk wordt, dan gaan ze misschien ook nog straten tijdelijk afzetten, omdat er gewoon geen mensen bij kunnen. Dus het is ook na de coronacrisis, hè? Dus heel veel mensen komen er niet van. Ik ook. We zijn ook wel zeer. Ik heb het nog nooit. Nguyên nhóm của mình là đi lại cái lễ hội đi kia ngày xưa cái nhà. Wat zei? Je nooit meegemaakt, je gaat er nou meemaken, dus gaat. Je weet niet wat je ziet.
Nó lại mà hartstick mọi người đang bàn tán về cái lễ đó sau khi mà cái dịch Covid xảy ra thì nó sẽ như thế nào. Tại vì trước đây thì hàng năm tụi người ta tới đó người ta không biết đó thì là cứ chuyện bình thường rồi. Nhưng mà sau khi mà cái dịch Covid xảy ra thì nó sẽ khác đi, cái luật nó khác đi. Có thể sao nói là một phút tới mà bây giờ gần 2 phút rồi mình cầm cái điện thoại nó chưa tới nữa ta. Cái lễ Cannes này đó là mỗi năm á cả nhà, là không phải chỉ là những nhà hàng tới đó đâu mà còn là những người ở Anh cũng qua nữa. Nhưng mà năm nay thì Linh không biết nha, tại vì chiến tranh nè rồi dịch nè thì có lẽ là mọi người sẽ tiền bạc của mọi người kỹ hơn một chút. Linh nhìn ở phía ngoài Linh thấy đang tới thành phố rồi đó cả nhà. Rồi tới trạm xe rồi. We zullen zien. Ik laat me verrassen. Mình phải nhấn cái nút màu vàng đó để mở cửa ra, nếu không thì sẽ đi tiếp cái nút màu xanh chứ. Lâu quá rồi đừng nhớ. Ở mở cửa sổ màu vàng. Rồi đi ngay đi cả nhà ơi. Đi theo mấy cái chú này thôi. Đây là xe lửa nha. Ôi ôi, bao nhiêu năm rồi mới đi lại cái xe lửa này. Và đi dừng ngay cái chỗ này, cái cảm giác thật là khó tả đó cả nhà. Cái thời sinh viên á thì cái cảm xúc của mình nó khác lắm. Mình chỉ mong dừng xe lại để tới giờ đi học kịp thôi. Còn bây giờ thì đi giống như du khách lại không quen. Ở ngoài là có xe bus liền ha. Cái khói mọi người nhìn đi qua đó là không phải khói thuốc lá đâu mà là cái hơi thở của mình á. Tại vì Linh nói rồi á, hồi sáng Linh đi là -3°. Còn bây giờ chắc là ấm hơn một chút, chắc là -1°. Không biết ở đây là mình có phải scan cái giấy xe lửa, cái thẻ xe lửa để mình đi ra không? Tại vì ở chỗ thành phố của Linh, mọi người thấy đi ra đi vào thì mình phải scan hết. Còn ở đây thì như thế nào ta? À không cần đâu, thì Linh phải cất cái giấy xe vào thôi. Oh, đi scan face kìa. Oh, phải scan. Rồi. Rồi, lên scan. Oh, đi ra đường này. Đó chứ. Oh. Một khăn. Tạm biệt nhé. Cả nhà ơi, cảm ơn đã cả nhà đã theo dõi cái hành trình đi đến thành phố Deventer để coi cái lễ hội Dickens bằng xe lửa của Linh. Và bây giờ thì Linh sẽ tới cái lễ hội đây. Nhưng mà cả nhà, cái clip mà đi bằng xe lửa thì Linh sẽ kết thúc ở chỗ này. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái hành trình đi xe lửa của Linh. Và Linh hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau về cái lễ Dickens rất là nổi tiếng ở Hà Lan như thế nào nhé. Mọi người nhớ đón xem nhé. Bye bye, chúc cả nhà một ngày thật là vui. Nhớ share, like, subscribe cho Linh nhé. Bye bye.